rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi, chúng sanh ngồi chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha, dạ con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu vừa quan lâm vào đạo tràng, rất là xa thú lành thai. Dạ, ngài mới vào đạo tràng, ngài có nghe được âm thanh của con không bạch ngài? Ngài có được ổn định đường truyền chưa? Ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ, theo như con nhớ biết được thì tuần này đạo tràng chúng con sẽ học ba đề tài. Dạ, trong khi chờ đợi ngài cho tín hiệu, con xin đề tài lên trước. Dạ, nếu con có sai thì ngài chỉ dạy ạ. Dạ, sa thú lành thai, nhục mình kính chúc đạo tràng một buổi học tinh thanh tịnh đạo, tâm mình cũng được thanh tịnh. Dạ, con kính nhân minh đến ngài ạ. Kính thưa quý vị, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Chúng tôi không hiểu vì sao lớp pháp của kinh lúc trước bị trục trặc, cái trung pháp của kinh Dương Đề đổi thành trung pháp của kinh, mà trung pháp của kinh ngày hôm nay thì chúng tôi lại vào không thấy mở, phải chờ cô Nhật Quỳnh cho cái link chúng tôi mới vào được. Nếu mà cái room này cứ đổi địa chỉ và mai mốt chúng tôi tìm không được thì chắc chúng tôi không. Ồ, vì Zoom pháp của kinh chuyên đề thì đương nhiên là sẽ biết rồi. Còn cái pháp của kinh vừa rồi chúng ta học đó, thì nó lại mất. Được, hôm nay vào được thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị về bài học. Trước khi chúng ta học hãy lễ bái tam bảo. Kassana thang varabhutama hang bhutan cha thamman cha panama bi sangkhan. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ tăng chúng, là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Kính thưa quý vị, vừa rồi ở trong tuần trước đó, chúng ta đã học về pháp môn
tùy niệm chết, niệm sự chết và niệm tịch tịnh. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về niệm cái pháp tưởng dồn gốm trong Phật thực. Ahare Patikulasanya, xin lỗi quý vị. Chúng tôi bị nhầm. Chúng tôi bị nhầm, xin lỗi quý vị. Vì ở đây chúng tôi cũng có dạy một lớp thanh tịnh đạo cho trường trung cấp Phật học, mà vừa học xong tùy niệm chết và tùy niệm tịch tịnh, cho nên chúng tôi tưởng đâu là lớp này học tới đó. Giảng nhiều lớp quá. Thôi được rồi, vậy cũng tốt. Ở đây thưa quý vị, sau 6 cái pháp tùy niệm anusati, tức là tùy niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm ơn đức chư thiên, niệm thiên, thì hôm nay chúng ta học thêm 4 cái đề mục đưa đến khẳng định. Mà 4 đề mục này là những cái pháp môn tu tập thông dụng, mà đối với một người sơ cơ bước chân vào trong Phật giáo, hay một người đã có niềm tin nhưng mà chưa có điều kiện để tu tập thiền chỉ hay là thiền quán, thì chúng ta tu tập những cái đề mục này vẫn có lợi ích cho chúng ta. Đây là những cái đề mục tu tập mà Đức Phật đã dạy ở trong Tăng Chi cũng như trong Trung Bộ, Trường Bộ chúng ta đã gặp. Cái pháp môn niệm chết Marnanusti không có một cái giáo pháp nào, một tôn giáo nào lại có những cái pháp môn công phu tu tập dạy cho tín đồ, dạy cho đệ tử như là Đức Phật. Một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài đã hiểu rõ con đường để rèn luyện nội tâm và đưa đến một cái mục đích tốt đẹp, tức là một cái đích giải thoát. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật có dạy rằng niệm chết này các tỳ kheo,
được tu tập, được làm một cái sung mãn, sẽ có quả lớn, lợi ích lớn. Thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bất tử. Cho nên cái pháp môn niệm chết á, đưa đến lợi ích vô cùng. Tùy niệm chết hay gọi ngắn gọn là niệm chết Maranasti, gọi Maranasti cũng được là niệm chết, thay vì Maranusti là tùy niệm sự chết thì cũng có nghĩa đó. Tức là sự nhớ đến cái chết sẽ xảy đến cho mình, suy tưởng về sự chấm dứt mạng sống này. Sự niệm chết không phải là một nỗi ám ảnh sợ hãi hay bi quan cuộc sống, mà pháp môn niệm chết ở trong Phật giáo dạy cho một ý thức trí tuệ để tự cảnh báo và khẩn trương tu tập không giải đạt. Đây là điều mà các Phật tử chúng ta phải nhớ kỹ. Niệm sự chết không phải giống như cái người ở ngoài nhớ đến cái sự chết như là một nỗi ám ảnh sợ hãi, hay là một người nghe bác sĩ báo cảnh báo cho biết là cái bệnh này đến cái thời kỳ không thể cứu chữa được, chỉ sống thêm được 2 hoặc 3 tháng nữa thì chết. Hãy đem về nhà, muốn ăn cái gì ăn, muốn uống cái gì uống để chờ chết. Thì người đó nếu không phải là một người đệ tử Phật có sự tu tập thì họ sẽ bi quan cuộc sống. Còn đối với một người thì cho dù chúng ta còn đang trẻ, đang khỏe, chưa già, chưa bị bệnh, nhưng mà chúng ta phải thường xuyên mỗi ngày niệm chết, vì đó là một ý thức trí tuệ để tự cảnh báo cho bản thân là mình sẽ phải chết và khẩn trương tu tập không có giải đại. Cái ý nghĩa đó rất là quan trọng, thưa quý vị. Cũng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy cho tỳ kheo tu tập niệm chết là niệm mỗi ngày, hàng ngày như vậy, không phải là hàng ngày nữa mà là hàng đêm, hàng mỗi một buổi sáng và mỗi buổi tối. Đức Phật dạy như sau: này các tỳ kheo, khi đêm đến, vị tỳ kheo suy tư rằng nhiều nguyên nhân có thể khiến ta chết, như rắn rết bò cạp có thể cắn ta làm cho ta mệnh chung. Ta có thể bị té ngã, thức ăn sanh bệnh cho ta, gió máy mật đàm có thể khuấy động ta làm cho ta mệnh chung. Con người hay phi nhân có thể tấn công ta làm cho ta mệnh chung. Nếu ta mệnh chung đêm nay khi ta còn có những ác bất thiện pháp chưa được đoạn tận, như vậy là một chướng ngại
cho ta. Vị tỳ kheo khi suy xét như vậy cần phải khởi ước muốn tinh tấn nỗ lực chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Đó là Đức Phật dạy, là phải niệm khi mà màn đêm buông xuống, là phải suy niệm về sự chết như vậy, để ngay trong đêm đó ít có ngủ, phải tỉnh thức và suy quán. Đức Phật giải tiếp ở này: các tỳ kheo, ở đây khi bắt đầu một ngày mới, vị tỳ kheo suy tư rằng nhiều nguyên nhân có thể khiến ta chết, như rắn rết bò cạp có thể cắn ta làm cho ta mệt chung, ta có thể bị té ngã, thức ăn có thể sanh tật bệnh cho ta, gió máy mật đàn có thể khuấy động ta làm cho ta mệt chung, người hay phi nhân có thể tấn công ta làm cho ta mệt chung. Nếu ta mệt chung trong ngày hôm nay, khi ta còn có những phát ác bất thiện chưa đoạn tận, như vậy sẽ là chướng ngại cho ta. Vì tỳ kheo khi suy xét như vậy cần phải có ước muốn tinh tấn nỗ lực chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Trên đây là hai đoạn kinh ở trong Tăng Chi quyển 4 mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo niệm sự chết. Như vậy chúng ta thấy rằng là phải có lợi ích. Đức Thế Tôn ngài mới đặc biệt hướng dẫn cho các đệ tử của ngài suy nghĩ về sự chết, và suy nghĩ sự chết không phải đợi đến lúc mình già sắp chết, hay là mình bệnh còn sống không bao lâu mới niệm sự chết, mà ngay trong khi chúng ta còn trẻ còn khỏe chúng ta phải niệm sự chết. Cũng trong Tăng Chi kinh, Đức Phật ngài dạy năm cái pháp mà cần phải quán tưởng hàng ngày bởi bậc xuất gia hay tại gia gọi là phiên hạt với chữ với cánh á. Trong đó có cái marna tham mâm hít marna đề ti tô, ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Này các tỳ kheo, khi suy tưởng sự chết như vậy, đoạn trừ được cái sự kiêu mạn về cái sự sống, mới không có dễ vui làm thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh. Cho nên chúng ta phải hiểu cái pháp môn niệm chết rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ bàn về cái cách niệm chết qua cái lời giảng giải của ngài Buddha-kosa trong Thanh Tịnh Đạo. Pháp quán niệm sự chết cần được luyện khéo tác ý. Không phải là nghĩ đến cái chết của một người thân, hay nghĩ đến cái chết của một người thù, hay nghĩ đến cái chết của người dưng. Vì khi mà nhớ đến cái chết của người thương thì mình sanh khởi sầu ưu, còn nghĩ đến cái chết của người mình ghét thì sanh ra cái niềm hoan hỷ. Nghĩ đến cái chết của người không thương không ghét thì tâm dưỡng dưng, không khởi lên một ý thức khẩn trương để tự sách tấn tu tập. Bởi thế nên suy niệm cái chết sẽ sinh cho chính mình.
hành giả điểm sự chết. Luôn luôn chúng ta nhớ hai câu, hai câu này làm căn bản cho cách niệm sự chết. Maranang phawisti chivitin rang chivitin rijang upachisati, sự chết sẽ xảy đến. Mạng quyền sẽ bị cắt. Maranatang chivitang, mạng sống có kết thúc là chết. Như vậy chúng ta có ba câu, chúng ta có ba câu niệm sẽ chết. Maranang phawisti chivitin riyang upachisati, mạng căn sẽ bị cắt đứt. Nhưng mà thường thì chúng tôi đã quen với hay hướng dẫn cho chư tăng Phật tử cái câu mà maranang tăng hi chivitang, mạng sống có sự chết là kết thúc. Mạng sống có sự chết là kết thúc, hay mạng sống có kết thúc là chết. Cứ mỗi lần mà suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta sẽ suy xét theo tám cách. Một, sau khi niệm ở trong tâm maranang tăng hi chivitang, mạng sống có kết thúc là sự chết, thì hành giả bắt đầu suy xét mạng sống là bị đe dọa. Như là mạng sống vừa sinh ra thì sự chết đã gắn liền, cái chết sẽ đe dọa mạng sống. Ví như người bị kẻ sát nhân cầm gươm kề cổ, đó là cách niệm thứ nhất, cách tùy niệm sự chết thứ nhất. Cách niệm thứ hai, sau khi hành giả quán niệm rằng maranang phawisti, sự chết sẽ xảy đến, vân vân, thì hành giả bắt đầu suy xét theo cái cách thấy mạng sống bị ngã đổ như sau. Xét rằng mọi sự thành công trong cuộc sống cũng phải suy sụp, thịnh rồi suy, hưng rồi tư vong, sống rồi cũng phải chết. Cũng vậy, mọi sức khỏe sẽ chấm dứt bằng bệnh tật bệnh, tuổi trẻ sẽ chấm dứt bằng sự già nua, và sự sống sẽ chấm dứt bằng cái chết. Chúng ta ghi nhận như vậy. Những cái cách niệm sự chết này là chúng tôi giản lược cô đọng lại để cho vị hành giả
đọc nghe, đọc qua thì chúng ta biết cái cách chúng ta tu tập liền. Vì vậy cho nên chúng tôi mong làm sao chúng tôi có cái thời gian để chúng tôi soạn nốt cho hoàn thành cái quyển Thanh Tịnh Đạo Giảng Lược, sau khi in ra gửi đến tay của các Phật tử, các học viên, các vị hành giả, để chúng ta lấy đó làm cẩm nang tu tập. Mỗi lần mà đọc lại những gì mà chúng tôi tóm lược, chúng tôi quan hỷ lắm thưa quý vị, nó gọn. Còn quý vị đọc ở trong chánh văn nguyên bản Thanh Tịnh Đạo được dịch ra thì quý vị đi tìm. Nói cái đi tìm là chúng ta cũng quá niệm, đọc để mà cho hiểu được cái câu đó là chúng ta cũng quá niệm, chúng ta không thể mình chúng ta lấy đó mà tu tập được. Cho nên quý vị cố gắng nhớ những điều mà chúng ta trình bày. Cách thứ ba để chúng ta tu tập niệm sự chết, sau khi hành giả niệm tưởng maranang phawisati sự chết sẽ xảy đến vân vân, thì hành giả sẽ suy xét sự chết so sánh với người khác. Cách thứ ba là niệm sự chết bằng cách so sánh như sau. Ở đời, người có danh vọng lớn cũng chết, người đại phước giàu có cũng chết, người dũng mãnh có sức mạnh cũng phải chết, bậc đại thần thông cũng phải chết, bậc đại trí tuệ cũng chết, bậc đại giác như Đức Phật cũng chết, thế thì ta cũng phải chết. Đó là cách chúng ta so sánh. Cách chúng ta so sánh. Cách này thì cũng gần với cuộc sống thường của chúng ta. Ở trong xã hội của chúng ta có người giàu, người nghèo, có người địa vị cao, có người địa vị thấp. Những người lực sĩ, những người võ sĩ, ai cũng phải chết hết. Còn chúng ta xét lại ở trong giáo pháp của chúng ta thì đại thần thông như Ngài Mục Liên cũng phải chết, đại trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất cũng phải chết, mà bậc toàn giác như Đức Phật đạo sư của chúng ta cũng phải viên tịch, thế thì chúng ta cũng phải chết, ta phải chết. Đó là chúng ta niệm cách so sánh. Đến cách thứ tư, hành giả niệm sự chết thấy thân thể bị tổn hại do là chỗ trú của ký sinh trùng. Tức là hành giả sau khi niệm tưởng rằng maranang phawisati sự chết sẽ xảy đến vân vân, thì hành giả bắt đầu suy xét cái thân này là chỗ trú ẩn
của các loại ký sinh trùng. Khi các loại ký sinh trùng ấy nổi loạn thì thân này sẽ bị bệnh thống khổ và sẽ có thể đi đến chết. Không ai là không biết ở trong cơ thể của mình, từ ngoài da cho đến tốt ở trong ruột, trong bao tử, trong máu, đều là có cái vi trùng bệnh nằm ở trong đó. Chẳng hạn như cái vi trùng cóc thì có mặt ở trong cái lá phổi của chúng ta. Rồi cái con vi trùng HP nó có mặt ở trong cái dạ dày của chúng ta. Rồi ở trong ruột của chúng ta thì có những cái loại dung sán, nó trú ẩn. Và nếu mà mình ăn vào thì cái vật thực, cái chất bổ dưỡng đó phải chia sẻ cho chúng. Mà khi nào mà chúng nổi loạn, chúng quậy phá thì sẽ làm chúng ta đau đớn, thống khổ và chúng ta có thể chết vì bệnh lao hay loét bao tử hoặc là ung thư máu chẳng hạn. Mấy cái đó đó, chúng ta suy xét cái thân này là cái chủ trú của ký sinh trùng, cho nên cái thân này sẽ bị tổn hại mỏng manh lắm thưa quý vị. Đó là cách mà chúng ta niệm sự chết, cách thứ tư để chết cho thấy cái thân bị tổn hại do chủ nó, cái thân là chủ trú ký sinh trùng. Cách thứ năm sau khi niệm Maranang Phawisti, sự chết sẽ xảy đến vân vân. Thì rồi hành giả sẽ suy xét theo cách thứ năm là niệm chết, thấy mạng sống mỏng manh do bị lệ thuộc. Lệ thuộc như thế nào? Ở đây hành giả suy xét mạng sống này gắn liền với hơi thở, khi hơi thở dừng lại là chết. Như vậy cái mạng sống này bị lệ thuộc vào hơi thở. Kế nữa, mạng sống này gắn liền với bốn quan nghi đi đứng nằm ngồi, khi bốn quan nghi không hoạt động là chết. Mạng sống này gắn liền với nhiệt độ tức là bị lệ thuộc vào cái thân nhiệt, khi nóng quá lạnh quá thì là chết. Mạng sống này còn tồn tại do bốn đại đất nước lửa gió điều hòa, khi bốn đại bất hòa là có thể chết. Đó là một cái sự lệ thuộc. Mạng sống này được nuôi dưỡng nhờ thức ăn, khi con không còn ăn được thì chết. Hành giả suy nghĩ như vậy. Đó là cách niệm sự chết, thấy mạng sống mỏng manh do bị lệ thuộc. Quý vị nhớ kỹ chưa?
cái thân thể, cái mạng sống này nó lệ thuộc vào hơi thở, lệ thuộc vào bốn quả nhi, lệ thuộc vào thân nhiệt, lệ thuộc vào tải, lệ thuộc vào thức ăn. Cho nên cái đến nó trục trặc cái thì diễn ta chết. Giống như chiếc xe, vì chiếc xe, xe hơi mà chúng ta chạy, nó vận hành, nó lệ thuộc nhiều cái món linh kiện trong đó thưa quý vị, hay là những nhiên liệu ở trong đó, vừa lệ thuộc vào xăng nhớt, giống như thức ăn gì đó. Khi mà xe mà hết xăng hoặc là khô nhớt, nó cạn nhớt rồi thì bắt đầu nó bị, nó bị hỏng máy. Thế là xe ngừng lại liền. Cái đó là chúng ta chưa nói đến là lệ thuộc vào những cái thứ khác. Xe chạy nó cũng lệ thuộc vào bốn bánh xe. Nếu mà bốn xe đó nó bị sệt, bị nổ lớp, thì như vậy chiếc xe là nó chú dũi hoặc là nó lật ngang, thì lúc bây giờ xe không có hoạt động, xe không chạy với một cái bánh bị nổ lớp được. Cũng như trong bốn quả nhi đi đứng nằm ngồi, đại khái chúng ta hiểu như vậy. Đến cái cách niệm sự chết thứ sáu, cách thứ sáu hành giả, cách thứ sáu là hành giả niệm chết thấy mạng sống bất định như thế nào. Sau khi niệm thầm ở trong tâm Maranang Phawisati, sự chết sẽ xảy đến. Hành giả suy xét rằng có năm điều xảy ra không biết trước được, ấy là tật bệnh, thọ mạng, thời điểm chết, nơi bỏ xác và sanh thú, tức là cõi tái sinh. Nó bất định lắm. Cái chết sẽ xảy ra không biết lúc nào và ở đâu. Đó là cái cách niệm sự chết, cách thứ sáu đơn giản, là chúng ta thấy cái mạng sống này là bất định. Chúng ta không biết trước được. Không biết là cái thọ mạng của chúng ta là, chúng ta đến tuổi thọ là 50, 60, 70 tuổi mà chết, chúng ta không biết được. Cách chết chúng ta không biết được. Chúng ta biết là chúng ta sẽ chết ở, chết do bệnh tật, hay là chết do tai nạn, hoặc là chúng ta chết do té ngã, hay là chết bị người ta hãm hại. Không biết trước, không biết được, bất định lắm. Và cái nơi bỏ xác, không biết mà chết ở trên bờ hay dưới nước, hay là trên không trung. Nhiều khi đi lên máy bay mà nữa, nó đang bay như vậy nó trục trặc, nó nổ tung máy bay thì mình chết ở trên hư không, trên không trung. Cho nên không biết được. Đó là cách thứ sáu mà chúng ta niệm đi, niệm chết thấy mạng sống bất định. Cách thứ bảy, cách thứ bảy là niệm chết
thấy sự sống có giới hạn. Như thế nào? Ở đây khi vị hành giả niệm thầm rằng Maranang Phuisti, sự chết sẽ xảy ra, vân vân, hành giả mới suy xét mạng sống này có giới hạn, thời gian tuổi thọ dài hay ngắn tùy theo phước nghiệp. Nhưng mà thời kỳ này trung bình là 100 tuổi. Nhưng mà dù là 100 tuổi đi nữa, dù cho đúng với giới hạn tuổi thọ, dù bác sát sát tăng chi vê sô bí mấy chút bà ra gia đồ, dù ai sống 100 tuổi cuối cùng cũng phải chết. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, ở trong thanh tịnh đạo thì nói ngày trung bình là 100 tuổi, đó là cái thời mà Đức Phật, cái thời kỳ Đức Phật cách đây 26 thế kỷ đó, cách đây 25-26 thế kỷ thì trung bình tuổi thọ là 100 tuổi, vì Đức Bồ Tát Tusita ngài trên trường cõi Santusita ở trên cung trời Đấu Xuất, ngài giáng trần thì ngài quán xét cái giới hạn tuổi thọ chúng sanh thời kỳ thấp nhất, thấy là cái thời kỳ thấp nhất ngài có thể giáng sanh được đó, tức là 100 tuổi. Nhưng mà rồi từ đó trở về sau này thì cứ mỗi một thế kỷ giảm tuổi, cho nên bây giờ trung bình trên thế giới này trung bình là 75 thôi. Người mà sống trên 75 tuổi, sống 80-90 chỉ là sống những ngày mòn mỏi và sống đời sống thực vật, chỉ nằm đó thôi thớt, chứ không có đi đứng nằm ngồi thoải mái như hồi xưa. Hồi xưa quý vị biết thời Đức Phật đó, có những vị tỳ kheo sống trên 100 tuổi mà các ngài vẫn đi khất thực bình thường, cũng khỏe mà bình thường. Còn bây giờ giới hạn của tuổi thọ đó tùy theo phước nghiệp. Bây giờ nói đến cái cách niệm sự chết thứ 8, cách thứ 8 là cách niệm sự chết nghĩ đến mạng sống quá ngắn ngủi. Thế nào? Vị hành giả sau khi niệm tưởng rằng mất năng phá quyết tí, sự chết rồi sẽ xảy đến, vân vân, rồi hành giả mới suy xét mạng sống này thật sự ngắn ngủi, vì mỗi tâm sanh chỉ tồn tại có một sát na. Chữ sát na ở đây, chữ sát na đọc âm của chữ khánh ná, là một khoảnh khắc, một thời gian nhanh hơn một cái chớp mắt. Bởi vì quý vị biết rồi, một khảy móng tay, một búng móng tay, tâm sinh diệt triệu triệu sát na rồi, cho nên nhanh lắm. Tế bào sắc thì hình thành tồn tại chỉ tồn tại có 17 sắc na thôi. Rồi tâm pháp và sắc pháp ấy sau cái khoảnh khắc đã bị hoại diệt, gọi là sự chết trong từng sắc na. Đức Phật lại dạy rằng: này các tỳ kheo,
trong từng sát na, tâm pháp và sắc pháp đã có sự hoại diệt. Như vậy thì các ngươi đã chết trong từng sát na. Đừng nghĩ rằng mạng sống của chúng ta sẽ còn dài cho đến 70-80 tuổi mới chết. Bây giờ mình còn trẻ, còn khỏe, chắc còn lâu lắm mới chết. Mà phải suy xét là trong từng sát na, thân và tâm này đã có sự hoại diệt. Đó là sự chết mà nói theo Paramattha Sacca, là chân đế, là nói theo cái pháp chân đế. Cho nên chúng ta học kỹ và thuộc lòng được 8 cái cách niệm sự chết này, rồi chúng ta lấy cái chủ đề chung, tức là Maranang và Vissati, sự chết sẽ đến, hoặc là Chivitin Riyang Upachin Disati, mạng căn sẽ, mạng quyền sẽ cắt đứt, hay là Maranang Tăng Chivitang, mạng sống có kết thúc là sự chết. Sau khi niệm cái câu đó rồi đó, thì mới bắt đầu suy xét một trong 8 cái cách đại giải trên. Tức là chúng ta suy xét thấy mạng sống bị đe dọa, chúng ta suy xét thấy mạng sống bị ngã đổ, hay là chúng ta suy xét so sánh người khác cũng phải chết, hoặc là suy xét thấy thân này sẽ bị tổn hại do các cái ký sinh trùng nó lấy thân này làm chỗ trú, hay là chúng ta suy xét mạng sống này nó mỏng manh do bị lệ thuộc, hoặc là chúng ta suy xét mạng sống này bất định, hoặc là chúng ta suy xét sự sống này có giới hạn, hoặc là chúng ta suy xét mạng sống này quá ngắn ngủi trong từng sát na. Khi hành giả tu tập niệm chết bằng một trong những cách đó, thì tâm của hành giả sẽ đạt đến chánh niệm an trú với đối tượng là sự chết. Ngay khi ấy tâm hành giả không bị áp đảo bởi những triền cái như là tham dục, sân hận, hôn thủy, trảo hối và nghi và trở nên an tịnh. Khi các thiền chi khởi lên, tâm trở nên an tịnh và các thiền chi khởi lên. Tuy nhiên, niệm đề mục này hành giả chỉ đạt đến cận định, không đạt đến an chỉ định, vì đề mục niệm chết mang tính chất suy tưởng và làm khởi dậy ý thức cấp bách, nên hành giả bận tâm suy nghĩ. Một vị tỳ kheo tu tập niệm chết luôn luôn tinh cần, tinh tấn, không tham luyến với bất cứ thứ gì, vẻ cũng không bám víu vào đời sống. Các tưởng vô thường, khổ não vô ngã dần dần phát triển trong tâm của vị ấy. Trong khi các chúng sanh thường là hoảng sợ bối rối lúc lâm chung, nhưng đối với người thường tu tập về niệm chết thì người đó sẽ an nhiên tự tại khi sắp chết.
Và cho dù đi trong hiện tại không đạt đến bất tử, thì ít ra sau khi chết vị ấy cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp. Như vậy là rất rõ ràng cho chúng ta nắm bắt được cái đề mục niệm chết qua tác phẩm Thân Tịnh Đạo mà Ngài Bố Thích Cô Xá Ngài đã viết, đã soạn, cũng dựa theo kinh điển thôi quý vị. Ở trong đó có trình bày về ý nghĩa về Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy niệm sự chết. Nhưng mà Ngài Bố Thích Cô Xá Ngài cũng nói thêm các cái hàng các vị hành giả nào mà đủ khả năng biết theo Phật, ý nghĩa Phật côn thì niệm một trong tám cái cách này cũng là niệm sự chết có lợi. Kính thưa quý vị, hôm nay lẽ ra nói rằng là chúng ta sẽ học bốn đề mục còn lại, nhưng mà vì cái ý nghĩa cần được trình bày vì lợi lạc cho hội chúng, cho nên chúng tôi không thể tóm tắt thêm được nữa, chỉ trình bày tóm tắt như vậy để cho hiểu rõ. Và nó cũng chiếm mất thời gian, chúng ta bây giờ chỉ còn có 7 phút nữa hết giờ rồi. Cho nên kể như hôm nay thì chúng ta chỉ học được có một pháp môn, đó là niệm sự chết. Còn ba đề mục kia đó thì để tuần sau chúng ta học tiếp. Quý vị không có nghe được chúng tôi nói hả? Nghe lại. Cũng rất may là khi nãy chúng tôi nói cái gì đó mà quý vị lúc đó quý vị không nghe được, thôi giờ không nói lại. Chúng tôi chỉ báo cho biết rằng là hôm nay chúng ta chỉ học một đề mục thôi, còn ba đề mục kia tuần sau chúng ta sẽ học nữa. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phước báo cho rùm, sau đó chúng ta đi qua rùm lớp Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thầy. Dạ, con thấy không có Thượng Tọa Minh Hạnh, không biết Đại Đức Phúc Tính có trước máy không. Dạ, kính thỉnh Đại Đức chúc phúc cho rùm. Dạ, kính dân mít đến sư. Dạ, sa thú, sa thú ngạch thầy. Phá vô tu sắp bà măng ngà lăng rà căn tu sắp bà đê vá ta sắp bà bù tha nụ phá vê na sà đà sô tê phá văn tu tê. Phá vô tu sắp bà măng ngà lăng rà căn tu sắp bà đê vá ta sắp bà thăm ma nụ phá vê na sà đà sô tê phá văn tu tê.
Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nupavena sadasothi bhagavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.